Chào mừng bạn đến với kênh Học Đồ Họa, và mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về theo địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bạn có thể add fan Facebook của kênh Học Đồ Họa tại địa chỉ facebook.com/tuocdohoa.vn. Kênh Học Đồ Họa sẽ giải đáp tất cả các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của các bạn gửi về cho kênh. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học Corel cho người mới bắt đầu, và tôi là Dương. Trong cái bài học ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về một trong những cái công cụ hết sức quan trọng trong Corel Draw, đó là công cụ có tên là iPoLine. Cái công cụ này giúp cho chúng ta vẽ ra những đường thẳng từ hai điểm cho trước, kết hợp với cả công cụ là Sharp Tool để chúng ta đồ lại các cái đối tượng được tạo thành từ những mảng màu đơn sắc hoặc là những cái mảng màu, những cái đối tượng có hình dáng không quá phức tạp. Chúng ta sẽ sử dụng đến cái công cụ này. Và công cụ này hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên là về cái công cụ 2, PyLine. Công cụ này là cái công cụ giúp cho chúng ta tạo ra một đường line được tạo thành từ hai điểm cho trước. Các bạn làm như sau này. Các bạn chọn vào bộ công cụ Freehand, click giữ chuột trái thì nó sẽ hiện ra, và các bạn chọn cho tôi công cụ 2 PyLine. Và trên màn hình làm việc, các bạn click giữ chuột trái, xác định và giữ chuột trái tại điểm đầu tiên. Sau đó là các bạn di chuyển đến cái vị trí thứ hai mà các bạn muốn tạo ra đường line nối liền giữa chúng. Đồng thời, các bạn buông chuột ra thì chúng ta sẽ được một đường line nối giữa hai cái điểm mà các bạn click ở trên màn hình làm việc. Đặc điểm này giúp cho chúng ta tạo ra những đối tượng có những cái ở điểm này giúp cho chúng ta tạo ra những đối tượng được tạo thành từ những đường thẳng. Ví dụ bây giờ tôi muốn vẽ một cái hình đa giác đi, thì tôi sẽ vẽ như sau này, đúng không ạ? Các bạn để chuột vào các nốt này và các bạn kéo, sau đó thì các bạn buông chuột ra thì chúng ta sẽ được những cái đối tượng được tạo thành từ những cái đường thẳng như này. Và nếu như các bạn mà kết hợp với lại công cụ Sharp Tool, chúng ta sẽ có thể tùy biến chúng để tạo thành những đường cong. Tôi nhắc lại này, khi chúng ta sử dụng cái công cụ HyperLine thì chúng ta sẽ tạo ra được những đường thẳng, và để tạo ra những đường line liên tiếp nhau và nối liền với nhau thì các bạn trên màn hình làm việc này, các bạn để chuột vào các cái nốt từ đường line ban đầu, thì lúc này trên màn hình làm việc con trỏ chuột của chúng ta sẽ có một cái dấu mũi tên đen đi xuống giống như các bạn đang thấy ở trên màn hình của tôi. Các bạn để chuột vào đó, các bạn giữ chuột trái kéo để tạo ra một đường line tiếp theo. Đường line này sẽ được tự động dính liền với đường line trước đó. Đây, các bạn chọn một điểm nốt này và các bạn kéo để tạo ra những cái đường line như này. Và nếu như khi các bạn di chuyển con chuột của chúng ta tạo ra những đường line đến vị trí ban đầu thì chúng ta sẽ được một đối tượng vector khép kín và chúng ta có thể tô màu cho chúng. Ví dụ như tôi tô cho nó một cái màu xanh chẳng hạn. Đây là một đối tượng vector khép kín, chứ nó không đơn thuần là một đường line thẳng nữa. Đó là một cái điều hết sức đặc biệt của cái công cụ Highlight Tool, HyperLine. Và lợi dụng cái đặc tính của cái công cụ HyperLine, đồng thời kết hợp với công cụ điều chỉnh đường path Sharp Tool, thì chúng ta có thể tạo ra những đối tượng có hình dáng phức tạp được tạo thành những đường cong. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi có một cái logo Twitter như này. Tôi thêm vào trong màn hình làm việc của tôi. Tôi thu nhỏ nó lại một chút. Cho vào vùng làm việc. Đây. Đây. Tôi có một cái hình Twitter. Và cái hình logo Twitter này của tôi, nó được tạo thành từ những đường cong. Chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là PoLine kết hợp với công cụ Sharp Tool để mà vẽ ra các đường thẳng nối liền giữa các đỉnh. Sau đó sử dụng Sharp Tool để mà bẻ cong cái đường line của chúng ta, biến đường line của chúng ta thành những đường cong khép kín và tô màu cho nó, thì chúng ta cũng có thể được một cái đối tượng là logo của Twitter thay vì chúng ta phải sử dụng pen. Và bây giờ tôi sẽ thực hành như sau này. Đầu tiên thì các bạn sẽ khóa cái đối tượng logo của chúng ta lại để chúng ta không còn tác động lên nó được nữa. Các bạn sẽ chọn vào Lock Object. Ok. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi cái công cụ là PoLine Tool. Và khi mà các bạn đồ lại hình bằng cái công cụ PoLine
các bạn phải làm như nào? Đầu tiên là các bạn phải xác định các cái điểm chuyển tiếp của đường cong trên đối tượng. Điểm chuyển tiếp giống như tôi đã nói, đó là một cái điểm mà tại đó đường cong tạo nên đối tượng bị chuyển hướng. Ví dụ, tại vị trí mà tôi đang để chuột ở đây, thì đường cong đang đi từ dưới lên trên, nó gặp điểm này, nó sẽ chuyển hướng xuống bên dưới. Thì đây sẽ được gọi là điểm cong chuyển tiếp. Và tất cả những cái điểm mà các bạn chọn để mà click cũng như là kéo ra cái đường lay sẽ là điểm cong chuyển tiếp. Ví dụ như trên logo Twitter này, thì những điểm cong chuyển tiếp là các cái vị trí mà tôi đang trỏ chuột ở trên màn hình. Đây, tất cả những điểm tôi đang trỏ chuột. Thì những điểm như vậy được gọi là điểm cong chuyển tiếp. Và không chỉ đối với các cái hình cơ bản như này, mà đối với tất cả các cái đối tượng vector khác, các đối tượng khác mà được tạo thành từ những đường cong, các bạn nếu như các bạn muốn đồ lại chúng thì các bạn cũng sẽ phải nên lựa chọn các cái điểm cong chuyển tiếp này để các bạn vẽ. Tất nhiên là các bạn cũng có thể chọn những đường ngắn hơn. Tuy nhiên là nếu như các bạn chọn những đường ngắn như vậy, các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian và cái công sức của các bạn bỏ ra nó sẽ làm cho cái tiến độ công việc của bạn chậm hơn rất là nhiều. Cho nên lời khuyên của tôi đó là các bạn hãy chọn những cái điểm là điểm cong chuyển tiếp trên đối tượng của chúng ta và chúng ta kéo ra những đường line. Tôi sẽ thực hành với lại đối tượng của Twitter. Đầu tiên thì tôi sẽ lựa chọn cái điểm phía trên cùng của cánh con chim này là điểm cong chuyển tiếp. Và tôi sử dụng cái công cụ quay line để tôi click vào trên cái đỉnh này. Các bạn có thể phóng lớn lên để xem này. Các bạn click điểm đầu tiên, sau đó này, các bạn kéo đến vị trí của điểm cong chuyển tiếp thứ hai và các bạn buông chuột ra. Các bạn không cần quan tâm đến cái việc là nó là đường thẳng hay là đường cong, vì lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Sharp Tool để chúng ta điều chỉnh lại chúng, để biến chúng thành những đường cong. Và tương tự, các bạn sẽ lựa chọn các cái điểm nốt này, đặt chuột vào điểm nốt và kéo đến vị trí là điểm cong chuyển tiếp thứ hai của đối tượng. Sau đó các bạn lại bung chuột ra. Làm tương tự, các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này để các bạn kéo ra rất nhiều các đường line. Và các bạn vẽ làm sao để mà các bạn tạo ra được một cái đối tượng vector khép kín trên cái con chim này thôi. Sau khi mà các bạn đã nối tất cả các cái điểm cong chuyển tiếp này lại với nhau, thì các bạn sẽ sử dụng cho tôi cái công cụ là Sharp Tool. Phím tắt của nó là F10. Và các bạn sẽ tìm lên các điểm nốt này. Các bạn sẽ tìm đến các điểm nốt mà các bạn đã tạo ra trong quá trình các bạn sử dụng Quayline. Các bạn click một điểm như vậy. Các bạn nhìn lên trên cái bảng điều khiển của chúng ta. Các bạn lựa chọn cho tôi cái lệnh là Convert to Cover. Các bạn click vào. Thì cái đường line của chúng ta nó sẽ hiện ra hai cái thanh điều hướng. Hai cái thanh điều hướng này sẽ là tiếp tuyến của cái đường path nối giữa đường path hoặc là cái đường line nối giữa hai cái điểm nốt mà chúng ta đã tạo ra từ trước đó. Và để cho cái đường line của chúng ta đi sát vào viền của đối tượng thì các bạn chỉ cần điều chỉnh hai cái thanh điều hướng này làm sao cho cái đường line hay là cái đường path của chúng ta này nó đi vào cái viền của đối tượng thì chúng ta sẽ được một cái đối tượng vector như chúng ta mong muốn. Đây, các bạn chọn này, click vào điểm nốt này, chọn Convert to Cover này, kéo để mà điều chỉnh. Trong thực tế thiết kế thì tôi thấy rất nhiều bạn sử dụng cái công cụ Quayline hay cho công cụ Pen Tool ở trong Corel. Đây, các bạn click này, kéo và thay đổi. Nó rất là dễ dàng. Tất nhiên thì tôi thấy là cái việc làm này đôi khi nó hơi mất thời gian và nó không nhanh bằng chúng ta sử dụng pen. Và nếu như các bạn thấy pen quá khó sử dụng thì các bạn cũng có thể dùng tạm cái công cụ này trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên thì các bạn không nên quá lạm dụng nó. Các bạn cần phải có những cái kiến thức tổng quát về các cái công cụ trong phần mềm. Vì rất nhiều trường hợp khác nhau, chúng ta không thể chỉ sử dụng một hay là một vài công cụ để làm tất cả các cái công việc trong quá trình chúng ta thiết kế được. Đối với các cái lệnh khác như là Smooth này, hay là Symmetrical này, hay là các cái lệnh khác ở đây, Curve hay là các cái lệnh ở phía trên thanh điều khiển này, chúng ta sẽ tập và làm quen chúng trong các cái bài học tiếp theo.
Ở đây thì trong bài học này chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái lệnh convert to cover thôi. Các bạn click các điểm nốt và kéo để điều chỉnh thành điều hướng này. Chúng ta sẽ được một đối tượng vector như này. Được chưa? Tôi nhắc lại, đối với cái công cụ để mà mở khóa cho đối tượng thì các bạn chỉ cần click chuột phải chọn unlock object. Xóa nó đi. Đây. Để mà sử dụng được cái công cụ Pointline thì các bạn click chọn lấy nó này, xác định điểm click đầu tiên, sau đó này vẫn giữ chuột trái kéo và di chuyển đến cái vị trí click tiếp theo, sau đó các bạn bung chuột ra thì các bạn sẽ được một đường line nối giữa các đối tượng này. Và để mà vẽ thành một cái đối tượng vector khép kín thì các bạn vẫn tiếp tục sử dụng Pointline để chuột vào điểm nốt kéo này để tạo ra các đường thẳng tiếp theo. Và đến khi các bạn di chuyển tạo thành một cái đường path khép kín thì các bạn sẽ được một đối tượng vector. Và để biến các đường thẳng trở thành các đường cong thì các bạn sử dụng cái công cụ là Sharp Tool, tắt là F10. Các bạn chọn và click vào các điểm nốt, sau đó các bạn chọn cho tôi cái lệnh convert to cover để các bạn hiển thị ra hai cái thanh điều hướng. Và cái đường path được tạo thành này nó sẽ là tiếp tuyến của hai thanh điều hướng. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ cần di chuyển và điều khiển hai cái thanh điều hướng này, kéo dài, thu nhỏ, thu ngắn gì đấy để chúng ta biến đổi cái đường cong hay là cái đường path của chúng ta này đi theo cái ý đồ của chúng ta đã định trước. Tôi sẽ tiến hành đi thực hành đối với cả logo của Apple nữa để cho chúng ta dễ hình dung. Đấy. Click chuột phải này, các bạn chọn cho tôi Lock Object để chúng ta có lại. Đối với cái logo này nó không giống như là cái hình Twitter khi nãy, vì những cái điểm cong chuyển tiếp của logo Twitter nó rất là rõ ràng, còn đối với cái phần quả táo này thì nó lại không rõ ràng cho lắm. Vậy chúng ta cần có một cái cách hình dung cái điểm cong chuyển tiếp nó khác hơn. Ví dụ ở điểm lõm đi xuống này, ở đây sẽ là điểm cong chuyển tiếp này, tại vì tại vị trí này cái đường cong của chúng ta sẽ chuyển hướng và đi lên. Phía trên đỉnh này sẽ là một điểm cong chuyển tiếp này, tại vì vị trí này nó làm cho đường cong của chúng ta đi xuống. Phía bên này cũng thế, tại đây thì nó làm cho đường cong của chúng ta đi xuống. Phía bên dưới này thì nó làm đường cong đi lên, và phía trên lại làm cho đường cong đi xuống. Đó sẽ là những điểm cong chuyển tiếp mà chúng ta cần lựa chọn để chúng ta xác định và kéo tạo ra những cái đường line. Bạn làm như sau: các bạn lựa chọn đến cái công cụ Pointline, xác định điểm cong chuyển tiếp đầu tiên này, click chuột trái kéo và di chuyển đến điểm cong chuyển tiếp thứ hai, sau đó các bạn buông chuột ra. Các bạn làm tiếp tục như vậy với tất cả các điểm cong chuyển tiếp còn lại, chọn đến điểm nốt, kéo và di chuyển đến điểm cong chuyển tiếp thứ hai, chọn, kéo, chọn và kéo. Chọn và kéo. Tại vị trí này các bạn có thể lựa chọn một cái đường ngắn hơn, ví dụ như tôi chọn ở đây này. Hay là các bạn có thể kéo thẳng lên trên này cũng được, không sao cả. Cái việc lựa chọn các cái điểm cong chuyển tiếp này thì các bạn làm nhiều các bạn sẽ thấy nó quen, và các bạn có thể lựa chọn làm sao để cho nó phù hợp với cả cái thói quen làm việc của mình. Đây, tôi có thể kéo. Đối với cái đối tượng này nó hơi đặc biệt một chút, vì nếu như các bạn đèo điểm này sau đó các bạn quay lại điểm cuối cùng này thì nó rất là khó để cho chúng ta điều khiển. Vì vậy tôi sẽ tạo thêm một điểm nốt ở đây nữa như này. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng cái công cụ là Sharp Tool để chúng ta điều chỉnh các cái đối tượng này thành những cái đường cong để tạo hình cho cái đối tượng của chúng ta. Chọn Convert to Cover này, phóng lớn đối tượng lên và chúng ta sẽ tiến hành điều chỉnh cho nó. Cái việc điều chỉnh đẹp hay xấu, nhanh hay chậm là nó phụ thuộc vào cái thói quen cũng như là cái kỹ năng làm việc của bạn thôi.
Đây tôi sẽ làm hơi ẩu một chút. Các bạn chọn Convert to Curve này, kéo và tạo ra các đường cong thôi. Các bạn cũng có thể thay đổi cái điểm này bằng cách là click này và di chuyển cả cái cụm của điểm này đến cái vị trí mà các bạn mong muốn nếu như các bạn click sai. Ok, xong phần thân quả táo. Đối với cái phần lá thì các bạn cũng làm như vậy thôi. Bạn chọn điểm này cho tôi này. Ở điểm này thì các bạn có thể lựa chọn chọn cái đối tượng kia và chúng ta kéo này. Trên thực tế thì chúng ta chỉ cần hai đường là chúng ta đã điều chỉnh được cái hình cái lá này rồi. Nhưng mà do là nếu như chúng ta quay lại điểm ngay đầu tiên thì chúng ta sẽ không có được ba, chúng ta sẽ không có được những cái điểm để chúng ta click và chúng ta kéo. Vì vậy là tôi phải tạo ra ba điểm. Và nhiệm vụ còn lại của chúng ta vô cùng đơn giản. Chúng ta sử dụng cái công cụ là Pick Tool này. Các bạn kéo chọn tất cả các đối tượng hoặc là các bạn chọn giữ Shift này, chọn từng đối tượng. Sau đó thì các bạn chúng ta tô màu cho nó thôi. Nhấn Ctrl Page Down để mà đẩy cái đối tượng màu đen của chúng ta xuống dưới cùng. Các bạn cũng có thể vào trong cái phần Color Rocker để chúng ta điều chỉnh lại, chọn một cái màu đen tuyệt đối cho đối tượng của chúng ta này. Như này. Chờ. Và đó là những cái kiến thức liên quan đến cái công cụ Line, Point Line và cái cách để chúng ta tùy biến chúng để tạo ra những cái sản phẩm vector cho riêng bản thân mình. Mong rằng với những kiến thức mà kênh Học Đồ Họa vừa chia sẻ cho các bạn sẽ giúp ích được các bạn trong cái quá trình các bạn học tập cũng như là làm việc với Corel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như các bạn có bất kỳ những ý kiến, đóng góp hay thắc mắc nào muốn kênh Học Đồ Họa giải đáp thì các bạn hãy để lại những ý kiến bình luận đó bên dưới video. Kênh Học Đồ Họa sẽ tổng hợp và giải đáp tất cả những cái ý kiến, đóng góp và mong muốn của các bạn trong những bài viết hoặc là video tiếp theo của kênh Học Đồ Họa. Và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên like, share, chia sẻ bài viết của kênh Học Đồ Họa đến với bạn bè của mình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Học Đồ Họa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.